Quảng cáo nha. Mọi người, ăn nhiều vào. Bật em lên đây nào. Mọi người, công việc đầu tiên của kiếm ra tiền là gì? Kể. Kiếm ra tiền hả? Kiếm lâu lắm rồi, từ phải nhớ. Mày kể trước đi. Anh không nhớ, chưa nhớ rồi. Việc đầu tiên của em là đi bán giày hạng giá ở vỉa hè. Cái gì đấy? Hồi đấy là em năm lớp 8. Quan trọng là phải to mồm, kiểu phải lựa khúc nào mà nhiều người qua mà hỏi. Ôi trời ơi, anh chị ơi, mua đi giày hạng giá rẻ rẻ, bán lẻ rẻ như bán cho. Nói tóm lại là rẻ lắm, mua đi à. Thế là mày bán cái cương mồm to xong bị người dân đi đường người ta tát lên mồm mày mới lại kia đúng không? No hả? Để em đăng lên group cập nhật sự tích mồm méo của mày. Chuẩn rồi. Thế còn anh Tân sao? Thấy chưa? Thấy chưa, anh đi bán dâm. Cái gì cơ? Bán kính dâm. Kính dâm. Anh cứ nhập ở trên chợ đêm về xong rồi bán trong trường. Đấy, thế thôi. Ngày xưa bán khổ lắm em ạ. Nhập cái tính kính LV, phải tháo LV ra mà gắn logo Gucci của đấy hot hơn. À, mệt tế cơ mà. Cũng chân đinh đấy, chân đi đấy. Chân đi á. Kiểu tầm tuổi thế hệ anh là kiểu phải đi bơn đĩa bán. Không, ngày xưa cũng có bơn đĩa bán, ngày xưa bán phim học về Chim Vàng Anh ấy. À. Hồi đấy là bán được đem ra cái bản 16 phút xong rồi là bị nhà trường phải thu là không bán được. À. Mày. Ngày xưa thì nói chung là cái thu nhập của em nó chính ấy là đi chấn lột các bạn xem là đứa nào có tiền ăn vặt thì lấy. Thật. Ngày xưa cũng tao nhìn mày ấy, người ta không chấn lột mày thôi, mày chấn lột được ai? Thật. Chị nhìn em thế này thôi chứ nói chung là gangster lắm. À ơ. Gió. Các ngay bây giờ mày nghiệp này chấn được bao nhiêu thằng nó lên ở đấy cái mụn. Đấy. Cái nào Sơn? Những cái quá khứ của mọi người nó không thể so sánh với em được. Để em kể những người nghe. Kể đi nhìn ơi. Từ từ phải có đám mây hồi tưởng. Tôi có kể nhá. Tôi đói rồi. Hiệu ứng đó. Kể đi. Nhớ về ngày xưa ấy. Cái thời đấy bố mẹ em không cho em đi làm. À, không như kiểu mọi người đâu. Nhưng mà em kiểu phải chú tâm học hành ấy. Chú tâm học hành kiểu gì suốt ngày học lại. Bây giờ sinh viên nhầm nhất trong nghi sinh chú ơi. Bạn bè sắp ra trường thôi. Sao chứ kể ra mấy cái đấy nhỉ? Đừng yên, kể nó nào. Đấy. Thế nên là em đã phải tìm đến một công việc khác hơn để làm cuộc sống của mình trở nên phong phú và đa dạng. Nào, để nguyên người ta hồi tưởng lại đây. Thắng, mày làm gì đây? Học bài đi, chắc thi rồi. Rồi ôi, bây giờ tao hỏi mày thi được cả ngày 10 điểm kiểm tra đi. Tao hỏi mày bây giờ mày kiếm được tiền không? Ra đây tao bảo như thế này. Bây giờ mày muốn kiếm tiền đúng không? Mày đào tao app Mocha về. Đây, đấy, Mocha, ấn vào app được chưa? Sau đấy mày sẽ có cái mục này là mời bạn bè dùng Mocha. Mày cứ mời 3 người trong list friend của mày, bạn của mày là mày sẽ có 10.000 điểm. Mà cứ mỗi 10.000 điểm là đổi được 10.000 điểm thẻ nạp tiếp theo. Wow, đỉnh không? Bây giờ nhá, mày mời thằng Thắng này, thằng Chiều này, thằng Hiền này. Làm gì đây? Làm gì đây? Thầy em bảo thầy cái này bây giờ thầy muốn kiếm tiền không? Có. Bây giờ mày đang bảo thầy thầy đao em gáp Mocha này về. Đó, rồi thầy có cái chức năng là mời bạn bè dùng Mocha. Cứ 3 người thầy mời là thầy sẽ đổi được 10.000 điểm. Đấy, mà 10.000 điểm này nó tương đương với cả là đổi được một thẻ với theo 10.000 đồng. Bây giờ em bỏ thầy nhá, thầy về thầy mà mời mẹ thầy, bố thầy, vợ thầy, con thầy, cả lớp thầy mời hết cả mọi người luôn. Thầy đúng tiền. Thầy giờ cho Mocha chưa? Cả Mocha chưa? Cài Mocha đi. Đấy, tuy là số tiền ít ỏi, thế nhưng em rất tự hào thật rằng mình cũng đã kiếm được ra đồng tiền. Mày quảng cáo đấy à? Thế mình các bạn nhớ nhá, là trong thời gian này các bạn đăng ký Mocha và cần Mocha, các bạn sẽ có 13 được 10k. Tức là sao ạ? Khi mà các bạn đăng ký Mocha, các bạn chỉ cần nhắn tin mời những người bạn của mình đó, và khi mà trong 3 ngày những người bạn của bạn đăng ký cũng như cài đặt Mocha ấy, thì các bạn sẽ có cơ hội nhận được 10.000 điểm Espoir và nó sẽ đổi được 10.000 thẻ Viettel. Đấy. Cái video này là quảng cáo đúng không? Hay không? Và sao ạ? Càng mời được nhiều, số tiền càng lớn. Trời ơi, đỉnh không, đỉnh không? Đa cấp làm cái gì? Bán giày làm cái sửa gì? Sửa đi! Quảng cáo quảng cáo quảng cáo. Các bạn nhớ nhá, tải Mocha để kiếm tiền nhanh nhá. Link ở bên dưới.